đang có mặt ngay tại khu vực trung tâm thành phố Đồng Xoài. Vâng, thành phố Đồng Xoài đang hướng tới một đô thị thông minh, văn minh và hiện đại. Được thành lập từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội của tỉnh Bình Phước, có vị trí thuận lợi nằm trên giao lộ giữa quốc lộ 14 và tỉnh lộ DT741, nối liền giữa các tỉnh Tây Nguyên với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Đồng Xoài còn được mệnh danh là thành phố trẻ đang trên đà phát triển, đang có những bước vươn mình bứt phá để trở thành một đô thị vệ tinh hiện đại, sầm uất cho thành phố Hồ Chí Minh, là điểm sáng mới cho khu vực Đông Nam Bộ.